Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo kể từ gì. Thực ra khi nói về Tiểu Uy Tiên, không thể không cảm thấy tiếc nuối là nhân vật duy nhất không thể trọn vẹn trong câu chuyện hoàn hảo của Đấu Phá Thương Không. Có lẽ so với Vân Vân, cô ấy còn để lại nhiều tiếc nuối hơn. Và điều tiếc nuối này nằm ở hai lần Tiểu Uy Tiên chủ động rời xa. Lần đầu tiên là trong thung lũng của dãy núi ma thú, khi mà nghe Tiêu Viêm nói sẽ giúp cô chữa khỏi độc thể, Tiểu Uy Tiên không muốn vì mình mà lãng phí thời gian của anh. Bởi Tiêu Viêm còn gánh nặng hẹn ước 3 năm đầy sỉ nhục. Vì vậy cô gái tốt bụng này đã chọn xa đi không lời từ biệt. Dù số phận của cô đã vô cùng ngập ngành, thế nhưng trong lòng của cô luôn nghĩ đến Tiêu Viêm. Khi hai người gặp lại, Tiểu Uy Tiên đã trở thành thiên độc nữ giết người không gớm tay. Thế nhưng dù cô thay đổi thế nào, khoảng khắc gặp lại Tiêu Viêm, trái tim lạnh lùng của cô vẫn dấy lên những cơn sóng mạnh mẽ. Vì thế Tiểu Uy Tiên đã bỏ lại độc tông do chính cô lập nên để trở về bên cạnh Tiêu Viêm. Lần trở về này, Tiểu Uy Tiên đã ở bên Tiêu Viêm rất lâu và cũng đã hy sinh rất nhiều cho anh. Còn nhớ lần chia tay ở trên đỉnh núi, khi mà đối mặt với nữ vương Mỹ Đô Toa, Tiểu Uy Tiên đã từng nói anh ấy chỉ là người bạn duy nhất của mình, dù có chết mình cũng sẽ đứng chắn trước mặt anh ấy. Lúc đó có lẽ cả Thái Lân và Tiêu Viêm đều không biết rằng câu nói này thật sự đã xuyên suốt cuộc đời của Tiểu Uy Tiên. Từ khi rời Sa Ma Đế Quốc, suốt chặng đường từ Hắc Sắc Vực đến Trung Châu, rồi đến trận chiến Song Đế, Tiểu Uy Tiên thật sự đã dùng mạng sống để giúp đỡ và bảo vệ Tiêu Viêm mà không cần mong báo đáp. Nhớ lại trận chiến với Địa Ma Lão Quỷ ở Hắc Sắc Vực, Tiểu Uy Tiên dù bị thương đầy mình nhưng vẫn quyết định đứng chắn trước người Tiêu Viêm để kéo dài thời gian cho anh thực hiện Phật Nộ Hỏa Liên. Ở Ma Viêm Cốc, khi mà đối mặt với Hàn Phong, người đã nuốt chửng linh lực của hộ pháp hồn điện và có sức mạnh vượt trội, Tiểu Uy Tiên vẫn không ngần ngại xông lên đầu tiên, chặn đứng mọi đòn tấn công nhắm vào Tiêu Viêm. Sau khi vào Trung Châu trong trận chiến ở Lạc Thần Gián, Tiểu Uy Tiên bị thương nặng khi mà đối mặt với sự bao vây của ba đấu tông của Băng Hà Cốc. Khi thấy Tiêu Viêm đến cứu mình, phản ứng đầu tiên của cô chỉ là hét lên bảo Tiêu Viêm chạy trước và lừa anh rằng cô có cách thoát thân. Thế nhưng nếu cô có cách thoát thân thì làm sao lại bị thương nặng như vậy? Những lời đó chỉ là để Tiêu Viêm tránh xa nguy hiểm. Trong tinh vực, khi mà Hồn Điện thực hiện kế hoạch hoàn toàn thức tỉnh Tam Thiên Diễn Biến Hóa, ngọn lửa tím bùng lên dữ dội, vô số người điên cuồng bỏ chạy. Thế nhưng Tiêu Viêm vì muốn có sức mạnh để cứu Dược Lão, đã chọn ở lại tinh vực bất chấp biển lửa để cưỡng ép nuốt Tam Thiên Diễn Biến Hóa, để không làm sinh linh Thánh Đan Thành phải chịu hòa. Ba vị đứng đầu đan tháp buộc lòng phải phong ấn Tiêu Viêm vào ngọn dị hỏa khủng khiếp đó trong tinh vực. Đối mặt với sự ngăn cản của Huyền Không Tử và ngọn lửa mà ngay cả ba đấu tôn cũng khiếp sợ, Tiêu Uy Tiên đã nói một câu khiến vô số người cảm động: mở tinh vực, ta muốn cứu Tiêu Viêm. Huyền Không Tử tiền bối, xin đừng ép ta phải đưa ra lựa chọn không thể cứu vãn. Nếu Tiêu Viêm có mệnh hệ gì, không cần Tam Thiên Diễn Biến Hỏa, ta cũng có thể hủy diệt Thánh Đan Thành. Phải nói rằng câu thoại độc đáo này đã thể hiện rõ tính cách bất chấp tất cả vì Tiêu Viêm của Tiểu Uy Tiên. Vì đối với cô, Tiêu Viêm đã quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Thậm chí Huân Nhi và Thái Lân cũng không bận tâm nếu Tiểu Uy Tiên ở bên Tiêu Viêm vì những gì cô đã làm cho anh. Thế nhưng người con gái đã cùng Tiêu Viêm từ khi anh còn là một cậu bé cho đến khi trở thành Viêm Đế, cuối cùng vẫn không có danh phận, dẫn đến lần thứ hai cô chủ động rời xa. Khi mà Tiêu Viêm đã chiến áp được Hồn Thiên Đế, trở thành Viêm Đế được vạn linh kính ngưỡng trên đấu khí đại lục, anh có những đứa con đáng yêu, có Thái Lân và Huân Nhi luôn bên cạnh, có gia đình hạnh phúc với Tiêu Chiến và Dược Lão. Nhìn thấy gia đình Tiêu Viêm đoàn tụ vui vẻ, Tiêu Uy Tiên không muốn phá vỡ cuộc sống của anh. Dù trong lòng có bao nhiêu lưu luyến, cô cũng chọn lặng lẽ rời đi, trở về Trấn Thanh Sơn tiếp tục làm một tiểu y sư nhỏ bé. Vì hình bóng Tiêu Viêm đã chiếm trọn trái tim của Tiểu Uy Tiên, nên chỉ có trở về nơi khởi đầu của hai người, cô mới có thể sống với những kỷ niệm về anh mà không làm phiền anh. Tuy nhiên, sự tiếc nuối trong Đấu Phá Thương Khung có lẽ đã được lấp đầy phần nào khi mà Tiêu Viêm phi thăng vào đại thiên thế giới và trở thành chúa tể ở đó. Theo câu chuyện Thánh Linh Kỳ của Thiên Tầm Thổ Đậu, trong lực lượng Vô Tận Hòa Vực do Tiêu Viêm thành lập ở đại thiên thế giới, tên của Tiểu Uy Tiên cũng đã xuất hiện và cô trở thành một trưởng lão trong Vô Tận Hòa Vực. Vậy các bạn nghĩ sao về điều này? Đừng quên để lại ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Cuối cùng, theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.